Đối với hầu hết các nhà sản xuất ô tô, một bài kiểm tra va chạm được coi là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá sự an toàn của một mẫu xe. Mỗi cuộc thử nghiệm có thể đưa khoảng chục chiếc xe vào một vụ va chạm cơ sở thử nghiệm, nơi các phương tiện sẽ bị tra tấn, phá hủy và bị bỏ rơi. Trong hầu hết các trường hợp, chiếc xe càng đắt tiền, nhà sản xuất của nó càng phải chi nhiều tiền hơn cho các cuộc thử nghiệm. Dưới đây là một số hãng xe chi tiêu nhiều nhất trong ngành công nghiệp ô tô cho những cuộc thử nghiệm này. Số 10, Range Rover Velar, 56.900 đô la. Land Rover giới thiệu mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới mang tên Range Rover Velar cách đây không lâu. Xe chưa từng trải qua thử nghiệm va chạm nào, dù nhà sản xuất luôn khẳng định sản phẩm an toàn bậc nhất phân khúc. Chính vì thế, những hình ảnh và kết quả 5 sao vừa được Euro NCAP công bố cho thấy Range Rover Velar có thể sánh ngang ngôn mẫu XC90, mẫu xe an toàn nhất thế giới cũng do Euro NCAP trao tặng. Theo Euro NCAP, Range Rover Velar đạt điểm ấn tượng 93% trong thang điểm bảo vệ người lớn phía trước và 85% khả năng bảo vệ trẻ em ngồi sau. Trong bài đánh giá khả năng bảo vệ người đi bộ, Range Rover Velar thậm chí còn vượt Volvo XC90 với 73% so với 72% có mẫu xe an toàn nhất thế giới tới từ Thụy Điển. 9. Audi Q8, 68.200 đô la. Audi Q8 chia sẻ gần như toàn bộ cấu trúc của nó với Q7 và có cùng trang bị an toàn cũng như các tính năng an toàn quan trọng, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước tiêu chuẩn, phanh khẩn cấp tự động và giám sát điểm mù trong số những thiết bị khác. Việc thiếu các thay đổi các bộ phận thiết bị an toàn rõ ràng là một điều tốt cho chiếc xe, và mẫu xe này đã giành điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra va chạm bên, và tất cả các hạng mục phụ của nó gần như hoàn hảo ở độ lệch ở phía trước cũng như lật lại. IIHS thậm chí còn đặt tên cho nó là lựa chọn an toàn hàng đầu, có nghĩa cả nó có xếp hạng an toàn tốt cho người lái và hành khách, hệ thống phòng ngừa va chạm cho cả phương tiện giao thông và cho cả người đi bộ. 8. Tesla Model S, 69.420 đô la. Tesla Model S đã từng gây tiếng vang lớn khi phá vỡ hoàn toàn kỷ lục thang điểm của NHTSA. Cụ thể, toàn bộ thiết bị thử nghiệm va chạm được lắp đặt trên Model S đều hư hỏng vì một lý do đơn giản: chiếc xe quá vững chắc để có thể bị ép nát. Đáng chú ý hơn, trong bài thử nghiệm kiểm tra tác động trần xe, Tesla Model vẫn hoàn toàn yên ổn khi phải chịu áp lực tương đương 4 chiếc xe. Tuy nhiên, chiếc máy thử đã hy sinh trước cả Tesla Model S, một điều hiếm thấy trong các cuộc thử nghiệm an toàn. Ngoài phép thử va chạm, NHTSA còn tiến hành đâm Model S vào tường, bắn nó vào các vật cứng như trụ đèn hoặc đâm vào xe khác. Ngoài ra, các phép thử khác như lăn vòng, đâm từ phía sau đều được tiến hành. Tuy nhiên, Model S đã vượt qua mọi thử nghiệm ở mức đánh giá kỷ lục. Bí quyết của Tesla ở đây là gì? Thực tế, chính nhờ việc không còn khối động cơ nổ cồng kềnh, Model S có khoảng không gian co giãn lớn hơn rất nhiều so với các dòng xe truyền thống. Điều này cho phép nó triệt tiêu năng lượng va chạm tốt hơn rất nhiều. Thêm vào đó, quy trình sản xuất tiên tiến đã phân tán đều các lực va chạm theo cả chiều dọc và chiều ngang của vỏ xe. Nhờ vậy, một khi tai nạn xảy ra, thân vỏ của Model S sẽ chỉ bị biến dạng ở mức tối thiểu. Có thể thấy rằng những tiêu chuẩn về an toàn trong quy trình thử nghiệm của NHTSA hay IIHS dành cho xe hơi thông thường đều không thể áp dụng trên Tesla Model S. 7. Porsche Taycan, 103.800 đô la. Xe điện đầu tiên của ông chùm Porsche là một chiếc sedan kiểu dáng đẹp hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng hiệu suất cao của thương hiệu, mặc dù đồng Euro đã cho tổng thể Taycan xếp hạng 5 sao. Đây là điểm số cao nhất có thể mà chiếc xe chỉ đạt được ở mức độ nhẹ khi va chạm từ phía sau. Trong đó, khả năng bảo vệ vết thương do va chạm mạnh trên ghế từ đầu và ghế trượt vẫn cần cải thiện. Điều tương tự áp dụng cho hàng ghế sau. Mặt khác, trong tình huống thực tế có thể gây tử vong đối với các bài kiểm tra rào cản bên hông, Porsche Taycan đã giành được điểm tối đa hệ thống phát hiện hành khách được bổ sung với phanh khẩn cấp tự động hoạt động hoàn hảo để tránh va chạm với người đi bộ, đi xe đạp và các phương tiện khác. 6. Mercedes-Benz G-Class, 131.750 đô la. Đa phần tai nạn xảy ra trước khi va chạm thật sự diễn ra, với một sai sót trong tập trung, tầm nhìn kém hoặc rủi ro. Đó là lý do tại sao các khái niệm an toàn Mercedes-Benz trang bị một loạt các biện pháp hỗ trợ lái xe an toàn trong hoạt động hàng ngày và giúp bạn kiểm soát các tình huống nguy hiểm. Gối tựa đầu sang trọng cải thiện khả năng bảo vệ hành khách trong trường hợp có va chạm ở phía sau xe và giúp làm giảm nguy cơ chấn thương cột sống cổ. Phanh xe BAS hỗ trợ phanh xe có thể phát hiện những tình huống phanh khẩn dừa trên tốc độ nhấn xuống của chân phanh và giúp người lái xe dừng xe khẩn cấp bằng cách tăng áp lực phanh trong những tình huống nguy hiểm. Hệ thống ổn định thân xe điện tử ESP có thể giúp ổn định xe bằng cách tạo ra một lực phanh cho từng bánh xe và điều chỉnh hiệu suất động cơ. 5. Mercedes-Benz SLS AMG,
$221,580. Ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay, SLS AMG là một cỗ máy đáng kinh ngạc được xây dựng cho tốc độ nhờ động cơ 6,2 lít V8 tạo ra 583 mã lực. Giống như nhiều siêu xe khác, cả NHTSA và IHS đều không thử nghiệm va chạm, thậm chí cả Aero NCAP không có xếp hàng an toàn cho nó. Các video trực tuyến về thử nghiệm va chạm cho thấy mui xe dài ngoài việc thêm phần bắt mắt cho thiết kế, thì nó còn có khả năng hấp thụ tác động của vụ va chạm trực diện đến mức kính chắn gió vẫn còn nguyên vẹn. Một cú va chạm trực tiếp khi xe bị lật ngược đã được thử nghiệm để xem liệu cánh cửa của nó sẽ như thế nào. Và thực tế là cánh cửa tự động mở ra trong trường hợp lật lại, để cho phép hành khách thoát ra dễ dàng. 4. Lamborghini Murcielago $354,000. Vào đầu tháng 11 năm 2015, Lamborghini thông báo rằng dòng Murcielago của họ đã kết thúc sản xuất. Như bạn có thể mong đợi, không có đánh giá thử nghiệm NHTSA và IHS hoặc Aero NCAP. Rất nhiều siêu xe không công bố xếp hạng an toàn của chúng, và Murcielago không phải là mẫu cuối cùng của Murcielago được gọi là FV. Ngoại trừ cửa thép và toàn bộ thân xe được làm bằng sợi carbon trong quá trình thử nghiệm mù từ phía trước, chiếc xe phải dựa hoàn toàn vào khung và mui xe phía trước để hấp thụ lực tác động va chạm vào, mà nó tác động rất tốt khi va chạm vào khu vực vỡ vụn, nhưng cabin vẫn nguyên vẹn mặc dù không có động cơ trong. 3. Bugatti Veyron, $1,900. Thử nghiệm va chạm phía trước cho bất kỳ kiểu xe nào nhằm mục đích xem chiếc xe phản ứng như thế nào với việc sử dụng bình thường trong thế giới thực. Có thể bao gồm sự cố tốc độ cao, di chuyển thiệt hại và phanh khẩn cấp trong số những người khác để lấy dữ liệu chính xác. Nhiều sự cố là cần thiết Bugatti Veyron chưa được thử nghiệm bởi NHTSA hoặc IIHS ở các bang thống nhất và đồng Aero NCAP ở châu Âu, vì lý do rõ ràng là hãng không thể ném tiền qua cửa sổ chỉ vì đâm hàng chục chiếc xe trị giá $2,000. Bugatti chỉ sử dụng một chiếc xe cho mỗi lần thử nghiệm và công ty sau đó sẽ sửa chữa hoàn thiện để cho nhiều thử nghiệm hơn năm này qua năm khác. Theo cách đó, công ty không cần phải tiếp tục đâm những chiếc xe đắt tiền của mình. Bugatti sử dụng mô phỏng va chạm của riêng mình, phần mềm mô tả va chạm trong thế giới thực và tạo dữ liệu từ đó. Các bài kiểm tra kỹ thuật số có giá hàng nghìn đô la, nhưng nó vẫn có giá cả phải chăng hơn việc phá hủy một chiếc siêu xe giá trị. 2. Koenigsegg Rezero, $1,900. Trong đó, các bài kiểm tra va chạm và độ bền là không thể tránh khỏi, ngay cả với siêu xe triệu đô Koenigsegg Rezero. Cũng giống như mọi hãng xe lớn khác, Koenigsegg buộc phải thử nghiệm những siêu xe triệu đô của mình qua các va chạm khác nhau để đủ điều kiện bán ra thị trường. Tuy nhiên, do được sản xuất thủ công với số lượng rất ít và có giá cực đắt, Koenigsegg không thể chuẩn bị nhiều chiếc Rezero, Azero hay bất kỳ dòng xe nào với số lượng lớn. Trong khi đó, các hãng lớn có thể chuẩn bị một đội xe chỉ để thử va chạm và sau đó vứt bỏ. Để giảm chi phí thử nghiệm, Koenigsegg sẽ chỉ sử dụng một chiếc xe duy nhất và sửa chữa nó liên tục sau mỗi bài thử nghiệm va chạm. Bên cạnh các thử nghiệm va chạm bắt buộc theo quy định, chiếc xe này cũng sẽ được Koenigsegg tận dụng nhằm kiểm tra độ bền và độ ổn định trong các tình huống khác nhau. Chính vì vậy, nó cũng sẽ bị hành hạ theo nhiều cách khác nhau, như chạy ở tốc độ cao qua chướng ngại vật trên đường hay cố tình tác động lực vào các chi tiết. Mặc dù phải trải qua rất nhiều bài thử nghiệm có tính hủy hoại cao, bao gồm cả thử nghiệm va chạm, nhưng nhờ có kết cấu khung bằng sợi carbon nguyên khối nên chiếc Rezero thử nghiệm của Koenigsegg vẫn vượt qua chúng với kết quả xuất sắc. 1. Pagani Huayra, $2,400. Không chỉ mê hoặc khi nhìn mà còn cảm thấy hài lòng với một chiếc V12 tạo ra 791 mã lực. Chiếc xe này đã không được thử nghiệm va chạm bởi IHS, NHTSA hoặc Aero NCAP. Nhưng sau một lần nữa, Pagani Huayra không bắt buộc phải trải qua thử nghiệm. Dù sao, Pagani Huayra thực sự đã đâm nguyên mẫu Huayra của mình trong một cuộc lái thử của mình ngoài thế giới thực, mặc dù vô tình gần một chiếc Fontainebleau ở Đức. Tuyên bố rằng khung liền khối trung tâm của Huayra hoạt động rất tốt đã bảo vệ người lái xe không bị thương. Trong một video thử nghiệm va chạm được lan truyền trên mạng, cấu trúc của Pagani Huayra được chứng minh là chịu được va đập trực diện và sức mạnh có thể làm vỡ một bộ phận bằng sợi carbon tiêu chuẩn.